Trại biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông có thể bị dẹp đi, nhưng người đàn ông đã nảy ra ý tưởng là lập một khách sạn có tên gọi là Chiếm Trung Tâm. Tại đây thì khách du lịch sẽ được qua đêm trong những chiếc lều biểu tình và trải nghiệm cảm giác của các sinh viên đòi dân chủ Hồng Kông trong phong trào chiếm giữ trung tâm gây ồn ào suốt thời gian vừa qua. Được xây dựng trong một căn hộ nhỏ ở quận Mua Sắm, Causeway, nơi vốn là một trong ba cứ điểm của các trại biểu tình ở Hồng Kông. Khách sạn Chiếm Trung Tâm mang tới cho du khách cảm giác thực sự của một căn lều biểu tình của sinh viên đặc khu. Tôi muốn những người đã bỏ lỡ cơ hội tham gia phong trào Chiếm Trung Tâm vì lý do quá bận rộn hay họ không phải là người dân của đặc khu được ở trong những chiếc lều như thế này. Trên bức tường của căn hộ, Stephen phủ bằng những tấm băng rôn ủng hộ dân chủ và một tấm bìa cắt tông in hình Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping đang che một chiếc ô màu vàng, biểu tượng của phong trào dân chủ. Để có được một trải nghiệm trong một chiếc lều đó, du khách phải bỏ ra một khoản tiền 100 đô la Hồng Kông, tương đương 13 đô la Mỹ. Số tiền đó không phải là nhỏ, nhưng chủ của khách sạn Chiếm Trung Tâm tự tin khách sạn của mình sẽ đông khách. Người ta luôn muốn được nhắc nhở về những giấc mơ và lý tưởng. Bởi thế tôi cho rằng họ sẽ vui vẻ hơn khi chi ra số tiền đó. Khách sạn Chiếm Trung Tâm bắt đầu khai trương từ cuối tuần trước và đã được du khách từ nhiều nơi trên thế giới đặt phòng, trong đó bao gồm cả du khách đại lục.